Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 9 năm 2021, các trường đại học cao đẳng trên cả nước sẽ công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển theo kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1 năm 2021. Nhiều thí sinh trúng tuyển đợt này sẽ tiến hành xác nhận nhập học tại các trường đại học cao đẳng. Tuy nhiên, không ít thí sinh do những nguyên nhân chủ quan hay khách quan khác nhau, các em chưa thể đậu trong đợt 1 mà phải chờ đợt xét tuyển bổ sung tiếp theo hoặc sẽ chọn phương thức xét tuyển khác. Vậy cơ hội nào sẽ dành cho các bạn thí sinh nếu không trúng tuyển nguyện vọng theo kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông? Các phương thức xét tuyển khác của các trường đại học cao đẳng có tạo thêm cơ hội trúng tuyển cho các bạn hay không? Thời gian, thủ tục nhập học, hồ sơ xét tuyển gồm những gì? Đó là những câu hỏi mà các em học sinh và phụ huynh đặc biệt quan tâm và cần được giải đáp. Trong chương trình tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2021 do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh UF thực hiện với chủ đề cơ hội nào dành cho thí sinh nếu không trúng tuyển nguyện vọng đợt 1. Các chuyên gia tư vấn sẽ thông tin về những cách thức xét tuyển của các trường, giúp các em nắm rõ và có cách chọn ngành, chọn trường và chọn phương thức xét tuyển sao cho phù hợp nhất. Đến tham dự chương trình tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2021 ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của tiến sĩ Lê Thị Thanh Mai, trưởng ban công tác sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, giám đốc trung tâm tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh UEF. Trước tiên xin cảm ơn sự có mặt của các vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 năm 2021, các bạn thí sinh trên cả nước đã thực hiện điều chỉnh nguyện vọng của mình. Và trước 17 giờ ngày 16 tháng 9 năm 2021, các trường đại học cao đẳng trên cả nước sẽ công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển theo kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1 năm 2021. Theo nhận định của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, thì phổ điểm của các thí sinh năm nay có phần trội hơn so với năm trước. Và theo đó, mức điểm trúng tuyển của các trường đại học cao đẳng cũng có thay đổi theo chiều hướng tăng. Vậy, theo các vị khách mời, có những chia sẻ gì đến với các bạn thí sinh ở thời điểm này để quyết định xác nhận nhập học vào ngành học cũng như là trường học mà các bạn thí sinh đã chọn? Nếu không xác nhận nhập học đúng thời gian quy định thì sẽ có những ảnh hưởng gì? Đầu tiên xin mời tiến sĩ Lê Thị Thanh Mai, trưởng ban công tác sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ ạ. Kính chào quý vị phụ huynh và các thí sinh đang xem chương trình truyền hình. Thì như chúng ta đã biết thì cái thời điểm điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng cái phương thức điểm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng đã kết thúc, và chúng ta sắp sửa các trường đại học cũng công bố cái điểm chuẩn của theo phương thức này. Và theo đó thì chúng ta khi công bố điểm chuẩn thì nếu như chúng ta sẽ có ba cái tình huống như sau. Thứ nhất là các em sẽ trúng tuyển theo cái nguyện vọng mà các em yêu thích, bởi vì mỗi thí sinh được sắp xếp được đăng ký nhiều nguyện vọng và các em sắp xếp theo thứ tự từ cao tới thấp. Như vậy là phần cái thứ nhất là tuyệt vời, là nếu như chúng ta trúng tuyển theo cái nguyện vọng mà các em yêu thích, nguyện vọng cao nhất. Cái thứ hai, các em trúng tuyển vào cái nguyện vọng mà các em ít yêu thích, tức là các em để ở cái thứ tự, ví dụ như là thứ 5, thứ 6 chẳng hạn. Trường hợp thứ ba là không may mắn là chúng ta chưa trúng tuyển. Vậy với cái trường hợp thứ nhất thì các em mạnh dạn làm hồ sơ thủ tục đăng ký dự thi, đăng ký xác nhận nhập học ngay, không cần phải đắn đo rồi gì hết á. Nhưng với trường hợp thứ hai là nhiều thí sinh sẽ băn khoăn lo lắng có nên nhập học hay không. Thì ở đây cô chia sẻ một tình huống như thế này: nếu như các em từ chối không xác nhận nhập học trong thời gian quy định thì coi như các em không trúng tuyển, không sử dụng cái trúng tuyển của cái đợt này, và chúng ta các em phải tìm kiếm một cái cơ hội khác để các em có thể đăng ký học cái ngành học mà các em yêu thích. Thì quay trở lại câu chuyện là nếu như các em sẽ chờ cái đợt xét tuyển tiếp theo là đợt thứ hai, và lưu ý ở đợt thứ hai phương thức sử dụng điểm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là tùy thuộc vào các trường còn chỉ tiêu, những ngành còn chỉ tiêu thì các trường đó mới công bố điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển đợt 2. Như vậy là số ngành để các em lựa chọn, số trường để các em lựa chọn ít hơn ở cái đợt thứ nhất. Vì vậy nên thận trọng cân nhắc với cái điểm số của mình đã trúng tuyển cái nguyện vọng đó rồi thì các em nên làm thủ tục nhập học. Đó là theo thầy cô kinh nghiệm chia sẻ. Tóm lại là nếu chẳng may chúng ta chưa trúng tuyển,
thì ngay từ thời điểm này chúng ta tích cực tìm kiếm thông tin. Thứ hai, ngành gần, ngành mình yêu thích không còn thì chúng ta tìm kiếm cái ngành gần. Và cái thứ ba nữa là chúng ta phải thích ứng với trong cái thời kỳ hiện nay, đó là cả nước và đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện cái công tác là phòng chống dịch Covid. Cho nên là các em phải nỗ lực hết sức trong cái việc là để làm sao tăng cái cơ hội trúng tuyển cho mình, và hy vọng các em sẽ đạt được cái nguyện vọng như mong đợi. Xin cảm ơn tiến sĩ Lê Thị Thanh Mai, và tiếp theo xin mời thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, giám đốc trung tâm tư vấn tuyển sinh trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh UIS chia sẻ ạ. Vâng, xin được cảm ơn MC Thảo Vy và tiếp lời tiến sĩ Lê Thị Thanh Mai. Và cũng xin gửi lời chào tới quý khán giả, quý phụ huynh và các bạn thí sinh đang theo dõi chương trình. Như vậy thì theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì tính đến 17 giờ của ngày 5 tháng 9 năm 2021 thì có 358.659 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng. Và như vậy thì chiếm đến 45.09% trên lượng thí sinh đã điều chỉnh nguyện vọng ở trong đợt điều chỉnh nguyện vọng này. Và như vậy thì cái số lượng nguyện vọng tăng thêm sau khi điều chỉnh là 84.655 nguyện vọng. Như vậy thì các bạn đã có cái định hướng và các bạn căn cứ vào cái mức điểm của mình để các bạn điều chỉnh nguyện vọng vào những ngành học và trường học phù hợp. Như vậy thì việc còn lại ở đây là sau khi mà các bạn đã có cái kết quả trúng tuyển vào các trường đại học và cao đẳng thì các bạn có nên xác nhận nhập học hay là các bạn có thể là sẽ chờ ở những cái đợt tiếp theo đối với những bạn mà không trúng tuyển vào những ngành mà các bạn mong muốn. Thì như tiến sĩ Lê Thị Thanh Mai đã chia sẻ với tất cả các bạn thí sinh, đó là khi các bạn đã trúng tuyển ở trong đợt 1 thì các bạn nên cân nhắc để làm thủ tục nhập học sớm. Bởi vì chắc chắn một điều rằng nếu như các bạn không làm thủ tục nhập học ở như đợt này thì các bạn sẽ có một số những hạn chế nó diễn ra. Cái thứ nhất đó là các bạn đã mất đi cơ hội ở đợt đầu tiên. Và cái thứ hai đó là nếu như trong trường hợp mà có xét bổ sung thì thông thường ở các trường đại học ở những đợt sau thì mức điểm thường là bằng hoặc là vẫn cao hơn so với lại ở đợt 1. Cho nên cái khả năng trúng tuyển của các bạn cũng sẽ thấp hơn. Và một điều thứ ba đó là nếu như các bạn không xác định bằng điểm trúng tuyển của điểm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông để nhập học mà các bạn cũng bỏ luôn cái cơ hội trước đây, đó là cơ hội để các bạn xác nhận bằng cái điểm học bạ trung học phổ thông. Như vậy thì đối với xét tuyển của học bạ trung học phổ thông ở những đợt sau của các trường đại học thì mức điểm cũng sẽ cao hơn. Như vậy cơ hội của các bạn cũng sẽ mất đi khá là nhiều. Cho nên chính vì vậy nếu như các bạn đã xác nhận là mình trúng tuyển theo điểm của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào các trường thì các bạn nên tranh thủ làm thủ tục nhập học sớm. Và các bạn cũng lưu ý như tiến sĩ Lê Thị Thanh Mai đã chia sẻ với tất cả các bạn, đó là dù các bạn có trúng tuyển ở nguyện vọng thứ tự số 1 hoặc là các thứ tự tiếp theo, thứ 5, thứ 6, thì khi các bạn trúng tuyển vào các trường đại học thì giá trị của các nguyện vọng này là như nhau. Cho nên chính vì vậy các bạn hoàn toàn an tâm để có thể xác nhận nhập học vào các trường. Xin cảm ơn thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên. Như các vị khách mời vừa chia sẻ, thì ngoài cơ hội trúng tuyển theo kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các bạn thí sinh còn nhiều cơ hội trúng tuyển bằng những phương thức xét tuyển khác. Đối với những thí sinh không đủ điểm trúng tuyển nguyện vọng đợt 1, các em có nên chờ xét tuyển nguyện vọng bổ sung hay không? Và nếu xét tuyển các phương thức xét tuyển khác thì các em cần lưu ý những điều gì? Đầu tiên xin mời tiến sĩ Lê Thị Thanh Mai, trưởng ban công tác sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ ạ. Cảm ơn em. Thì nhờ rất là vui được quay trở lại cái câu chuyện ngày hôm nay đối với chúng ta. Thì thứ nhất là phải nói rằng là xin chia sẻ, nếu như những thí sinh nào mà khi nhận được cái kết quả và chúng ta thấy rằng là chúng ta chưa trúng tuyển ở đợt thứ nhất, xin chia sẻ với tất cả các em. Cái thứ hai, có nên chờ hay không? Bởi vì thật ra chúng ta khi chúng ta đăng ký thì chúng ta cũng đã nhắm được cái cơ hội của mình rồi. Cho nên rằng là các em có thể chờ, thậm chí các em trong thời gian này thì các em tìm kiếm thông tin xem những trường nào năm trước thường hay gọi bổ sung. Thì các em nghiên cứu liền thông tin của các trường đó cũng như những ngành mà thường hay chọn bổ sung để chúng ta tìm kiếm những cái ngành phù hợp với mình. Và đương nhiên phải vừa với cái điểm chuẩn năm trước đó, vừa với cái điểm mà mình đang có trong tay nha. Còn trong trường hợp nếu những em nào mà không trúng tuyển, chẳng may không trúng tuyển vì điểm của các em quá cách biệt so với điểm chuẩn, thì các em nên tìm kiếm một cái cơ hội khác, ví dụ như các em học cao đẳng, các em học trung cấp. Còn trong trường hợp nếu các em 15, 16, 17 điểm á, mà các em coi cái điểm chuẩn năm trước á, mà không có sự cách biệt nhiều thì các em có thể chờ, và trong thời gian chờ thì tìm kiếm, nghiên cứu cho thật kỹ, tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của các cái trường và mức điểm chuẩn để chúng ta chuẩn bị sẵn các cái thao tác
để chúng ta làm cái đăng ký xét tuyển đợt 2 theo thông báo của các trường. Cô cũng lưu ý với các em nha, khi sử dụng phương thức điểm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông á, thì ở đợt thứ nhất tất cả chúng ta làm theo hướng dẫn chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng ở đợt xét tuyển thứ hai của các trường còn chỉ tiêu thì các em phải làm theo hướng dẫn của các trường này, các em lưu ý nha. Thì đó là một số thông tin cô xin chia sẻ và hy vọng rằng là những em trong trường hợp này sẽ tìm kiếm cho mình được thêm những cái cơ hội khác. Xin cảm ơn tiến sĩ Lê Thị Thanh Mai và xin mời thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên của trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Vâng, như tiến sĩ Lê Thanh Mai đã chia sẻ với tất cả các bạn thí sinh thì sau khi mà các bạn biết điểm trúng tuyển vào các trường đại học và cao đẳng khối ngành sư phạm thì các bạn cũng lưu ý là sẽ có 3 trường hợp diễn ra. Cái thứ nhất đó là các bạn trúng tuyển vào ngành học và trường học mà các bạn yêu thích. Thứ hai đó là các bạn trúng tuyển vào những ngành mà các bạn trước đây các bạn dự phòng đăng ký ở cái mức vị trí mà các bạn ở cái mức độ gần gần và các bạn không có mức độ yêu thích cao. Và thứ ba là các bạn không đủ điểm trúng tuyển vào các trường đại học và cao đẳng. Như vậy thì những bạn mà đã trúng tuyển vào ngành học và trường học yêu thích thì các bạn có thể là xác nhận nhập học. Và những bạn mà cái ngành của các bạn mà tiệm cận với lại cái ngành gần với cái ngành mà các bạn đã đăng ký trước đó mà cảm thấy nó phù hợp thì các bạn cũng nên cân nhắc để có thể làm thủ tục nhập học ở trong đợt này. Riêng đối với những bạn mà không đủ điểm trúng tuyển thì các bạn sẽ làm như thế nào? Thì chia sẻ với tất cả các bạn đó là các bạn có thể tận dụng thêm những cơ hội khác. Điều thứ nhất đó là các bạn cân nhắc xem mức điểm của mình so với lại mức điểm của các trường đại học ở những năm trước. Mà nếu như những năm trước các trường có xét tuyển bổ sung ở đợt tiếp theo thì các bạn cân nhắc xem là mức điểm đó các bạn có thể đăng ký để xét tuyển bổ sung ở đợt tiếp theo hay là không. Điều thứ hai đó là các bạn tận dụng thêm những cái phương thức xét tuyển khác. Ví dụ các bạn xét tuyển theo học bạ trung học phổ thông, các bạn có thể xét tuyển theo kỳ thi đánh giá năng lực của các trường, trong đó ví dụ là trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy thì khi mà các bạn đăng ký xét tuyển theo học bạ hoặc là kỳ thi đánh giá năng lực thì cơ hội của các bạn trúng tuyển vào ngành học và trường học yêu thích cũng sẽ rất là cao. Và cũng khuyên với các bạn rằng là nếu như các bạn đã xác nhận là xét tuyển theo điểm của học bạ hoặc là điểm của kỳ thi đánh giá năng lực thì khi trúng tuyển các bạn cũng nên xác nhận nhập học sớm, bởi vì thông thường ở mỗi đợt xét tuyển của điểm kỳ thi đánh giá năng lực hoặc là xét tuyển theo của các phương thức khác thì sẽ có thời gian khác nhau và mốc thời gian khác nhau. Chúng ta tránh một trường hợp đó là khi chỉ tiêu đã đủ rồi, các trường đã không còn xét tuyển nữa thì các bạn sẽ mất đi những cái cơ hội lựa chọn của các bạn. Và cũng chia sẻ với các bạn là những bạn thí sinh mà được đặt cách xét tốt nghiệp thì các bạn cũng nên tận dụng các cái cơ hội đó là các bạn xét theo học bạ trung học phổ thông hoặc xét tuyển theo điểm kỳ thi đánh giá năng lực của các trường, thì khi này các bạn sẽ có cơ hội trúng tuyển rất là cao. Thì năm 2021 thì trường tuyển sinh ngoài phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì các bạn có thể sử dụng các cái phương thức khác, ví dụ là kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là xét tuyển theo học bạ trung học phổ thông với tổ hợp 3 môn, hay là xét theo học bạ trung học phổ thông với tổng điểm của năm học kỳ. Như vậy thì các phương thức xét tuyển này là độc lập, nhưng khi học ở tại trường thì các bạn được hưởng thụ tất cả những cái giá trị mà các bạn xét của tất cả các phương thức đều được hưởng như nhau, nên các bạn hoàn toàn an tâm để có thể lựa chọn các phương thức để tăng cái khả năng trúng tuyển của mình. Và tránh một điều đó là chúng ta xác nhận trễ và đăng ký xét tuyển trễ thì cái mức điểm đó nó cũng sẽ làm cho chúng ta mất đi những cơ hội, càng về sau thì mức điểm nó càng cao hơn. Xin cảm ơn thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên. Thưa các vị khách mời, hiện nay tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp và nhiều tỉnh thành đang thực hiện giãn cách xã hội. Các bạn thí sinh gặp nhiều khó khăn trong việc nộp hồ sơ xác nhận nhập học. Vậy thì các trường đại học có những giải pháp nào hỗ trợ cho các bạn thí sinh xác nhận nhập học thuận lợi hơn không ạ? Xin mời tiến sĩ Lê Thị Thanh Mai ạ. Trong thời gian vừa qua thì Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cùng với thành phố đã có những cái chương trình cùng với Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng chống dịch bệnh, từ cái việc mà thành lập khu cách ly đến cái bệnh viện dã chiến và tiếp xúc với đội ngũ y tế, cũng như là hỗ trợ sinh viên đang còn ở tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương gặp khó khăn. Và chúng ta nhìn lại cái con số này để chúng ta thấy là những cái hoạt động không chỉ riêng công tác tuyển sinh, công tác nhập học, thì đối với những sinh viên, riêng sinh viên mà đang kẹt lại tại thành phố trong thời gian vừa qua, các em không thể về quê được, thì Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hỗ trợ khoảng 7.000 học sinh, kể cả trong và ngoài Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Nói lên những con số này để chúng ta thấy rằng là chia sẻ và thấu cảm những cái lo lắng và băn khoăn khi chúng ta làm thủ tục nhập học. Đây là một công đoạn trong cái công tác đầu năm của tất cả các cơ sở giáo dục đại học. Và đối với các trường thì có những hỗ trợ gì? Thì thứ nhất là về thủ tục nhập học, chắc chắn tôi tin rằng thực tế là tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, và tôi tin rằng tất cả các cơ sở giáo dục đại học đều chuyển sang phương thức nhập học là đăng ký online.
Cái thứ hai, có những cái thủ tục về mặt hành chính, ví dụ như là bản sao các cái giấy tờ ưu tiên vân vân, thì chúng ta đang rất là băn khoăn là không biết làm sao nộp cái bản sao đó. Thì các trường cũng có phương án giải quyết là tạm thời cho các em chấp nhận bằng cách là scan các cái văn bản này và gửi, có thể là bằng Zalo hoặc là bằng những cái phương tiện liên lạc hiện nay. Phương thức thứ ba thì có một số trường cũng sẽ ký kết với lại bưu điện để vận chuyển, nhận các cái hồ sơ đó chuyển đến trường. Tuy nhiên các trường vẫn nghiêng về theo cái hướng là hồ sơ trực tuyến, hồ sơ điện tử nhiều hơn, và sau khi chuyển sang trạng thái bình thường mới thì các em sẽ bổ sung sau. Ngoài cái công chuyện này thì còn những cái hỗ trợ gì khác nữa thì ở đây cô xin chia sẻ thêm. Thứ nhất là hỗ trợ về mặt tinh thần thì chúng ta sẽ thấy là cái đội ngũ tư vấn hỗ trợ cho các em, giải đáp cho các em qua các fanpage, qua các kênh điện thoại hotline thì hoặc là qua các website của các đơn vị, thì đây là một lực lượng đội ngũ rất là năng động. Cho nên là khi cần các em gõ đúng địa chỉ đó, chứ các em đừng có đi sang những cái địa chỉ mà nghe nói người này người kia và các em sử dụng những cái địa chỉ không đúng thì rất là nguy hiểm. Cái thứ hai nữa, có những cái hỗ trợ về mặt tinh thần, ví dụ như các em rất lo lắng thì băn khoăn khi trúng tuyển vào ngành đó rồi, giống như hồi nãy thầy Nguyên vừa nói, và các em cảm thấy rằng là cho là ngành này không có tương lai, ngành này học khó, em nghĩ là thì alo lại liền, thì sẽ có cái kênh tư vấn để giải tỏa cho các em những cái băn khoăn đó để các em tự tin làm thủ tục nhập học sớm. Cái thứ ba nữa về mặt tinh thần á, thì nó có một cái chương trình mới xuất hiện do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức, đó là vaccine tinh thần. Nó tạo cho các em một cái sức đề kháng, một cái niềm tự tin để các em có thể đến trường nhập học và không phân biệt sinh viên các cái trường nào hết. Đó là cô nói là hỗ trợ về mặt tinh thần. Còn về mặt vật chất thì đối với các trường hiện nay, thì tí nữa tới UF thì chắc chắn là các em sẽ nghe những cái hỗ trợ tiếp của UF. Thì về mặt vật chất đối với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài những cái chuyện chính sách chung á, thì còn có cái chương trình mà học bổng, và cái thứ hai là quỹ vay ưu đãi với lãi suất không đồng cho Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện và dành cho sinh viên ở học kỳ 1 năm học 2021 năm 2022. Xin cảm ơn tiến sĩ Lê Thị Thanh Mai. Thưa thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, vậy thì tại trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh UIS, các bạn thí sinh đang xác nhận nhập học online cụ thể như thế nào ạ? Xin mời thầy Nguyên chia sẻ. Thì cũng xin chia sẻ với các bạn thí sinh và cả quý phụ huynh, đó là hiện nay nếu như mà xác nhận nhập học thì các bạn không thể nào tới trực tiếp ở tại các trường đại học để các bạn làm thủ tục nhập học như mọi năm được. Và chính vì vậy các trường cũng tạo điều kiện cho các bạn, đó là các bạn có thể làm thủ tục nhập học online. Đó là những cái hồ sơ của các bạn thì các bạn bây giờ thay vì nộp trực tiếp thì các bạn có thể là chụp hình gửi qua Zalo ở cho nhà trường, hoặc là các kênh như là email, hoặc là ở các cái kênh về trực tuyến, để khi đó thì nhà trường nhận được hồ sơ cũng sẽ hỗ trợ cho các bạn. Và bên cạnh đó thì các bạn làm các thủ tục nhập học. Thứ nhất đó là các bạn sau khi nhận được cái giấy báo trúng tuyển từ phía của nhà trường thì các bạn sẽ tiến hành đóng học phí, lệ phí. Và sau khi đóng học phí lệ phí xong thì các bạn sẽ vào trang nhập học trực tuyến của trường. Và trang nhập học trực tuyến của trường UF thì dựa trên cơ sở xây dựng là nhà trường tự xây dựng và vận hành. Và trang trực tuyến này cũng đã hỗ trợ cho các bạn trong suốt thời gian vừa qua khi mà các bạn trúng tuyển theo học bạ trung học phổ thông. Thì cũng chia sẻ với các bạn đó là nếu như các bạn xác nhận nhập học trực tuyến và làm các thủ tục nhập học trực tuyến, thì trong quá trình mà các bạn làm thủ tục có những khó khăn, có những cái gì vướng mắc thì các bạn sẽ gọi trực tiếp đến số điện thoại của nhà trường là 028 5422 5555, thì các thầy cô làm công tác tuyển sinh của trường cũng sẽ hỗ trợ cho các bạn làm các thủ tục nhập học. Và bên cạnh đó thì cũng chia sẻ với các bạn thí sinh đó là nếu như mà các bạn làm thủ tục nhập học trực tuyến ở tại UF thì các bạn được hưởng tất cả những cái quy trình, các cái dịch vụ, các hỗ trợ giống như là các bạn làm thủ tục trực tiếp. Bởi vì sau khi mà các bạn làm thủ tục nhập học trực tuyến xong thì các bạn vẫn tham gia các hoạt động sinh hoạt đầu khóa, các bạn vẫn kiểm tra trình độ tiếng Anh, tham gia lớp tiếng Anh dự bị miễn phí. Và như vậy thì các hoạt động đào tạo và các cái chương trình hỗ trợ cho các bạn ngay từ đầu năm học, ví dụ là các bạn tham gia các câu lạc bộ đội nhóm, các bạn tham gia các chương trình về kỹ năng, các bạn tham gia các hoạt động về đoàn hội vân vân, thì các bạn vẫn tham gia các cái chương trình giống như là trực tiếp như trước đây. Cho nên chính vì vậy mà quý phụ huynh và các bạn thí sinh cũng hoàn toàn an tâm để có thể là xác nhận và làm các cái thủ tục nhập học trực tuyến. Thưa quý vị và các bạn, câu hỏi được nhiều quý phụ huynh và các bạn thí sinh quan tâm đó là hiện nay các phương thức xét tuyển khác
ngoài xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh UEF còn bao nhiêu chỉ tiêu và mức điểm xét tuyển như thế nào ạ? Xin mời tiến sĩ Lê Thị Thanh Mai chia sẻ. Thì như vậy là Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho tới thời điểm này thì còn cái việc là sử dụng điểm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1 là phá sổ rồi ha. Đợt thứ 2 thì kinh nghiệm hàng năm thì gần như các trường sẽ tuyển đủ chỉ tiêu trừ một số cái chương trình liên kết. Và năm nay khả năng là có cái khoa chính trị hành chính công mới. Thành ra có thể thôi nha, cô nói có thể sẽ có cái xét tuyển đợt 2. Tuy nhiên cái khả năng này thì cũng không chắc, vì vậy mà các em tìm kiếm thông tin. Thì ngoài cái xét tuyển đợt 2 như cô nói là cơ hội là ít, khả năng xảy ra là ít, thì chúng ta còn cơ hội nào khác thì các em có thể tham dự kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Tuy nhiên theo công bố của Trung tâm Khảo thí thì đợt 2 sẽ được tổ chức ngay khi mà thành phố chuyển sang trạng thái bình thường mới. Cho nên tới thời điểm này chúng ta thấy rằng là vẫn chưa có lịch thi chính thức. Và lịch thi này chỉ dành cho những thí sinh nào đã đăng ký dự thi đợt 2, đã đăng ký dự thi kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2. Thứ hai là những thí sinh thuộc diện đặc cấp tốt nghiệp, thuộc diện đặc cấp tốt nghiệp. Hoặc là thứ ba là những cái em nào mà đã tốt nghiệp năm trước và vì những cái hoàn cảnh là do cái công tác và giãn cách, các em không thể thực hiện được cái việc mà thi tốt nghiệp, thi cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông á. Thì đó là những cái đối tượng các em được đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 2. Tuy nhiên đến thời điểm nào tổ chức đợt 2 thì chúng ta cũng phải chờ nha. Chờ tới khi nào mà thành phố tuyên bố là chuyển sang trạng thái bình thường mới. Vậy thì lời khuyên của cô dành cho các em là gì? Thứ nhất là chúng ta nên tranh thủ những phương thức đang có. Và cô biết rằng là nhiều trường vẫn tiếp tục sử dụng xét tuyển bằng điểm học bạ. Bằng điểm học bạ đương nhiên là không phải trong Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên đối với các trường ngoài thì các em nên tìm kiếm thông tin này để sử dụng ngay cái cơ hội, để các em nắm chắc cái cơ hội trong tay, và mến chúc các em thành công. Xin phép hỏi thầy Phạm Dẫn Nguyên, Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh UEF ạ. Thì hiện nay thí sinh trúng tuyển bằng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thí sinh trúng tuyển học bạ có gì khác biệt khi học không ạ? Cũng như thí sinh xét tuyển học bạ có được hưởng học bổng tuyển sinh như xét tuyển bằng điểm thi không ạ? Xin mời thầy. Và cũng chia sẻ với các bạn là riêng đối với Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh UEF thì tất cả các phương thức xét tuyển vào trường các bạn đều có các cơ hội để nhận các cái học bổng về tuyển sinh năm 2021 có giá trị như nhau là 25%, 50%, 75% và 100%. Thì cũng chia sẻ với các bạn đó là đối với chương trình học bổng tuyển sinh năm 2021, nhà trường dành rất nhiều những cái chính sách học bổng cho thí sinh của cả nước. Nếu như các bạn sử dụng các phương thức khác nhau bằng mức điểm của mình trúng tuyển vào các ngành thì các bạn sẽ có mức học bổng là 25%, 50% và 100%. Bên cạnh đó các bạn là con em của các thầy cô đang công tác tại các sở giáo dục và đào tạo hoặc các trường trung học phổ thông. Các bạn trúng tuyển vào bất cứ ngành nào ở tại UF các bạn cũng có mức học bổng là 30%, duy trì toàn khóa học của các bạn mà không bắt buộc duy trì về mức điểm. Đặc biệt là có 12 ngành, đó là ngành công nghệ thông tin, ngành công nghệ truyền thông, ngành thương mại điện tử, ngành khoa học dữ liệu, ngành thiết kế đồ họa, ngành quảng cáo, ngành ngôn ngữ Nhật, ngôn ngữ Hàn Quốc, ngôn ngữ Trung Quốc, ngành quan hệ quốc tế, ngành quan hệ công chúng, ngành tâm lý học. Thì các bạn trúng tuyển vào những ngành này thì doanh nghiệp sẽ tài trợ 30% học bổng duy trì toàn khóa học của các bạn mà không bắt buộc duy trì mức điểm. Các đợt xét tuyển, các phương thức xét tuyển khi trúng tuyển vào các ngành thì các bạn được hưởng các học bổng này như nhau. Và bên cạnh đó thì trường UF cũng dành rất nhiều những chương trình học bổng khác trong quá trình các bạn học ở tại trường. Đó là các chương trình học bổng của đoàn hội, chương trình học bổng tài năng, học bổng của doanh nghiệp, học bổng của các trường đối tác. Cho nên chính vì vậy khi các bạn lựa chọn ở tại UF thì có rất nhiều những cơ hội để các bạn có thể tăng cái giá trị hành nghề của mình lên. Bên cạnh đó là những cái hỗ trợ từ phía nhà trường về mặt tài chính. Và đặc biệt là trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp như hiện nay thì những cái chương trình học bổng ở tại trường cũng một phần nào đó giúp cho các bạn để có được những cái hoàn thành những ước mơ của các bạn ở trong tương lai, để tăng cái cơ hội của các bạn để các bạn có thể là thành công hơn nữa. Xin cảm ơn thầy Phạm Doãn Nguyên. Nhân chương trình ngày hôm nay thì các vị khách mời có những lời khuyên nào dành cho các bạn thí sinh nếu các em không may mắn trúng tuyển nguyện vọng đợt 1 và chọn các phương thức xét tuyển khác phù hợp cũng như là có cơ hội trúng tuyển cao hơn không ạ? Xin mời cô Thanh Mai chia sẻ. Các cái đợt xét học bạ còn lại của các trường thì các em phải tìm kiếm thông tin nhanh để các em nắm chắc cái thông tin và nhớ là không có nghe người này người kia nói nha. Lên trang web hoặc coi thẳng ở trên các cái trang báo, báo điện tử, báo online hoặc là báo giấy.
và lên trực tiếp trang web của trường, chứ đừng nghe người này người kia nói rất là nguy hiểm, và có thể là các em sẽ bị rơi vào cái sạch là trúng tuyển mà thật ra là các em không trúng tuyển. Thì lưu ý cái này giùm cho cô, bình tĩnh, linh hoạt và nắm chắc thông tin. Thì nếu như các em nắm được những điều này thì chắc chắn rằng là cô hy vọng rằng là các em sẽ tìm được một cái cơ hội cho mình. Và nhớ nha, còn một cái điều hết sức quan trọng là sức khỏe này nha, là trong cái giai đoạn này phải thực hiện 5K tuân thủ theo hướng dẫn chung của cả nước này. Xin cảm ơn cô Thanh Mai, và tiếp theo xin mời thầy Doãn Nguyên ạ. Cảm ơn MC Thảo Vi, và tiếp theo lời của tiến sĩ Lê Thị Thanh Mai vừa chia sẻ với các bạn thí sinh. Thì lời khuyên hiện nay đối với các bạn thí sinh thì điều thứ nhất đó là từ ngày 16 đến ngày 26 tháng 9 năm 2021 thì các bạn đã biết kết quả trúng tuyển vào các trường đại học. Và như vậy thì nếu như các bạn đã trúng tuyển vào ngành học và trường học yêu thích, hoặc là các bạn trúng tuyển vào những ngành tiệm cận gần với lại ngành yêu thích của các bạn, thì các bạn cân nhắc và các bạn xác nhận nhập học sớm ở trong giai đoạn này. Điều thứ hai đó là các bạn nên tận dụng những cái cơ hội tiếp theo cho mình bằng cách là xét tuyển bằng các phương thức khác ngoài xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đó là xét tuyển theo học bạ trung học phổ thông hoặc xét tuyển theo kỳ thi đánh giá năng lực của các trường để các bạn có được cái cơ hội trúng tuyển cao hơn. Và một điều thứ ba đó là các bạn nên tìm hiểu các cái thông tin của các trường đại học khi còn xét tuyển bổ sung, bởi vì thông thường ở đợt xét tuyển bổ sung của tất cả các phương thức xét tuyển thì điểm trúng tuyển thường sẽ cao hơn rất nhiều so với lại những đợt trước đó. Cho nên chính vì vậy các bạn cũng tận dụng cơ hội này để các bạn có thể là các bạn trúng tuyển cao hơn. Và một điều cũng xin chia sẻ với các bạn đó là trước đây các bạn khi mà các bạn đăng ký kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đăng ký nguyện vọng vào các trường, thì các bạn cũng đồng thời làm hồ sơ xét tuyển học bạ vào các trường đại học. Nếu như các bạn đã trúng tuyển bằng xét học bạ thì các bạn cũng có thể làm thủ tục nhập học ở trong cái giai đoạn này, bởi vì các trường đại học cũng sẽ tạo điều kiện cho các bạn. Và một điều nữa đó là các bạn nên bình tĩnh, tự tin và lựa chọn cho mình một cái ngành học phù hợp nhất. Việc chọn ngành học cho các bạn tốt, các bạn sẽ có được một cái cơ hội thành công và giá trị thành công của các bạn sẽ cao hơn rất là nhiều. Và riêng đối với trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh UF thì hiện nay vẫn nhận hồ sơ xét tuyển của các phương thức học bạ trung học phổ thông và theo kỳ thi đánh giá năng lực đến ngày 20 tháng 9 năm 2021. Thì các bạn cứ truy cập vào website của trường là uf.edu.vn hoặc là số điện thoại là 028 5422 5555 thì các thầy cô sẽ tiếp tục tư vấn và hỗ trợ cho các bạn. Chúc cho các bạn sẽ có một sự thành công với nghề của các bạn trong tương lai. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thưa quý vị và các em học sinh thân mến, qua những chia sẻ tư vấn vừa rồi của các vị khách mời, mong rằng các em sẽ sáng suốt trong việc quyết định xác nhận nhập học và lựa chọn các phương thức xét tuyển khác phù hợp nếu chưa may mắn trúng tuyển trong đợt xét tuyển điểm thi đợt 1. Chúc các em tự tin thành công với lựa chọn ngành học cũng như là trường học của mình. Một lần nữa xin cảm ơn Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh UEF đã hỗ trợ chương trình. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.